Hello, xin chào tất cả bạn đã quay trở lại với video mới nhất của mình nhé. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn và chia sẻ cho tất cả các bạn về một cái ứng dụng mới giúp các bạn có thể kiếm tiền uy tín ở trên cái ứng dụng này nhé. Ở trên cái ứng dụng này các bạn có thể kiếm tiền rút về USDT này hoặc là các bạn có thể rút về tài khoản ngân hàng của bạn. Thì đối với những cái ứng dụng mà nó mới thì thường nó sẽ còn uy tín nhé, nên là các bạn có thể tham khảo luôn cho mình. Ở đây là cái giao diện của cái ứng dụng ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho bạn. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn qua cho các bạn là cái phần download ứng dụng và hướng dẫn các bạn là cách để chúng ta thể đăng ký được tài khoản ở trên cái ứng dụng ngày hôm nay nhá. Cái đường link tham gia tải ứng dụng mình sẽ để dưới phần mô tả của video. Cái ứng dụng này có tên là Detox này. Đây là cái ứng dụng giúp các bạn thể thêm xem video. Ở đây cái video của nó cũng giống như là những cái video trên TikTok thôi, cũng rất là đơn giản nhá. Ngoài cái việc các bạn xem video ra thì các bạn có thể đăng những cái video ngắn của bạn lên, và khi người ta tham gia mà người ta like hoặc là người ta xem nhiều ấy, thì các bạn sẽ nhận được cái số lượng xu ở trên cái ứng dụng này nhá. Bạn nào mà chưa cài đặt thì các bạn ấn mục phần cài đặt ở đây cho mình. Hiện tại thì mình đã cài đặt rồi. Bây giờ mình sẽ mở cái ứng dụng này lên này. Sau khi mà các bạn mở cái ứng dụng này lên, các bạn sẽ ấn mục phần tôi ở đây cho mình nhá, của tôi hình người ở đây cho mình này. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn là đăng ký này. Ở đây bạn nào chưa có tài khoản thì chúng ta sẽ ấn mục phần đăng ký ở đây. Đăng ký ở đây rất là đơn giản thôi. Các bạn chọn cho mình quốc gia là +84. Có hai hình thức các bạn có thể đăng ký bằng Gmail. Hình thức thứ hai là các bạn có thể đăng ký bằng số điện thoại nhá. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn là đăng ký bằng Gmail này. Các bạn chọn cho mình này, điền cho mình cái Gmail của các bạn ra đây nhá. Bây giờ mình sẽ điền cái Gmail của mình ra đây này. Sau khi mà các bạn điền xong Gmail, các bạn sẽ nhập cho mình cái mật khẩu của bạn ra đây nhá. Các bạn mục phần gửi mã xác minh ở đây, nó sẽ gửi một cái mã về đây, các bạn sẽ nhập vào đây cho mình này. Rồi các bạn điền cho mình hai lần cái mật khẩu. Cái quan trọng nhất là cái phần các bạn điền cho mình cái mã giới thiệu ở đây nhá, để chúng ta sẽ nhận được là 300 cái đồng detox hoàn toàn là miễn phí ở đây. Bạn nào mà không có mã giới thiệu thì các bạn có thể nhập ủng hộ mình bằng cái số mã giới thiệu, đó là H4TLUE ở đây nhá. Mã giới thiệu này mình sẽ để dưới phần mô tả của video này. Rồi các bạn mục phần tạo tài khoản đây là chúng ta có thể đăng ký thành công. Sau khi mà các bạn đăng ký thành công, các bạn ấn mục phần đăng nhập ở đây cho mình. Ở đây thì các bạn sẽ đăng nhập bằng cái Gmail mà vừa nãy chúng ta đã đăng ký ở đây rồi nhá. Rồi bây giờ mình sẽ đăng nhập vào ở đây. Và sau khi các bạn đăng nhập thành công nhá, nó sẽ có một cái giao diện như thế này. Đây là cái phần trang chủ của cái ứng dụng này. Đây là cái ứng dụng giúp các bạn thể xem những cái video ngắn, nó giống như là TikTok ấy. Đây nó rất là nhiều những video này, các bạn thể vuốt lên ở đây cho mình này, xem những cái video ở đây. Và ở bên này nó sẽ có một cái phần, đó là phần kim đồng hồ này. Sau khi mà cái kim đồng hồ này nó chạy hết, chúng ta sẽ nhận được cái số lượng của cái đồng detox ở trên này nhá. Đây các bạn để ý này. Đó, như vậy là chúng ta đã được cộng vào đây rồi nhá. Bây giờ thì mình sẽ sang cái mục trang chủ ở đây để các bạn có thể kiểm tra số dư ở đây này. Các bạn ấn mục phần trang chủ trang cá nhân của chúng ta ở đây nhá. Đây mình sẽ ấn mục phần trang chủ trang cá nhân ở đây. Sau đó các bạn ấn mục phần ví tiền đây để chúng ta thể kiểm tra nhá. Đây mình sẽ ấn mục phần ví tiền. Hiện tại thì mình đang có là 600 cái đồng detox. Còn đối với các bạn mới đăng ký thì chúng ta sẽ nhận được là 300 đồng detox ở đây nhá. Càng kiếm được nhiều cái đồng detox này thì cái số lượng các bạn quy đổi ra USDT hoặc là quy đổi ra tài khoản ngân hàng của bạn nó sẽ càng nhiều ở đây. Ở đây nó sẽ hiện ra cái phần đó là mua và bán đây. Tí nữa thì mình sẽ hướng dẫn qua nhá. Rồi mình có thể quay trở lại đây. Rồi tiếp theo này, các bạn lại quay trở lại cái mục vừa nãy cho mình. Bên cạnh đó, các khi mà các bạn tham gia xem những cái video ngắn ở đây, các bạn có thể tả tim, bình luận, chia sẻ ở đây. Các bạn có thể đăng những cái video ngắn đó lên để khi mà người ta tham gia, người ta thả tim và like cho các bạn nhiều, các bạn sẽ nhận được cái số lượng xu ở đây nhá. Các bạn ấn mục phần dấu cộng ở đây cho mình này. Ở trong cái mục dấu cộng này, các bạn muốn đăng video, các bạn có thể ấn mục phần trạng thái đây cho mình này. Ở bên cạnh đó, các bạn muốn live stream thì các bạn ấn mục đây cho mình nhá. Nó có những cái chức năng nó giống như ở bên TikTok thôi, rất là đơn giản thôi. Rồi bây giờ mình sẽ sang cái mục trang chủ ở đây. Để tham gia kiếm tiền được ở trên cái nền tảng này ấy, ngoài cái việc mà các bạn kiểu như là tham gia đăng những cái video ngắn ra thì các bạn có thể là tham gia làm những cái nhiệm vụ ở đây. Đối với các bạn mới đăng ký thì các bạn sẽ ấn mục phần trao đổi nhiệm vụ đây này. Ở đây thì nó có rất là nhiều những cái nhiệm vụ ở đây, nhưng mà chúng ta cần phải đầu tư cái đồng detox này. Cái đồng detox này nó sẽ quy đổi ra cái số lượng tiền tài khoản ngân hàng của bạn. Giả sử như là 20.000 cái đồng detox này thì nó rơi vào tầm là
460.000 nhá, tầm 460.000. Đây các bạn sang cái mục đó là khai thác của tôi đây. Các bạn mới đăng ký thì chúng ta sẽ nhận được cái cỗ máy như thế này nhá. Đây, cỗ máy sử dụng này. Đấy, có hiệu lực ở đây. Đây là cái cỗ máy miễn phí các bạn nhá. Sau cái khoảng thời gian này kết thúc thì chúng ta sẽ nhận được cái khoảng đó là 600 cái đồng Detox ở đây. Đây là cái cỗ máy mà nó thưởng cho chúng ta hoàn toàn là miễn phí. Còn các bạn muốn tham gia ở đây với những cỗ máy nó sẽ có là 20.000 Detox này, 60.000 Detox, 200.000 này và 600.000 đây. À, tương đương giả sử như là một cái đồng Detox này nó tương đương với là 23,4 đồng ấy, thì 20.000 này nó rơi vào tầm là 460.000. Đấy. 60.000 này thì các bạn cứ nhân lên, đấy, rơi vào tầm là 1.2 triệu đến 1.3 triệu nhá. Tương tự là các bạn cứ nhân lên ở đây cho mình này. Và để tham gia đầu tiên chúng ta cần phải liên kết tài khoản. Ở đây nó sẽ có hai hình thức. À, các bạn có thể liên kết tài khoản ngân hàng này, quản lý thẻ ở đây cho mình này. Ở đây các bạn có thể điền tên ngân hàng, giả sử các bạn dùng ngân hàng gì các bạn điền ra đây cho mình. À, mình sẽ dùng là Vietcombank thì mình sẽ điền ra đây là Vietcombank. Chi nhánh các bạn ở đâu thì các bạn ghi ra đây cho mình này, Hà Nội này. Chủ tài khoản của bạn là gì các bạn sẽ điền ra đây cho mình nhá. Đó, mình sẽ điền ra đây này. Sau khi mà mình đã điền xong rồi, tiếp theo đến số tài khoản thì các bạn sẽ điền cho mình cái số tài khoản ngân hàng của bạn ra đây cho mình. Sau khi mà chúng ta đã điền xong rồi, các bạn mục phần xác nhận ở đây cho mình là các bạn có thể xác nhận thành công được cái tài khoản ngân hàng của bạn nhá. Bên cạnh đó thì các bạn có thể điền cho mình cái địa chỉ ví ở đây. Các bạn có thể điền cho mình hai cái địa chỉ đó là USDT TRC20 và ERC20. Đây các bạn có thể chọn cho mình đó là TRC20 đây. Ở đây hiện tại mình đã điền sẵn rồi, sau đó các bạn mục phân tích đây là chúng ta có thể điền thành công được cái địa chỉ ví ở trên cái ứng dụng này rồi nhá. Rồi mình có thể quay trở lại này. Đấy là cái phần mà mình hướng dẫn các bạn là thêm địa chỉ ví này, chính sách riêng tư này, chăm sóc khách hàng đây. Bạn nào mà muốn giả sử có vấn đề gì thì các bạn thể liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng đây để người ta có thể hỗ trợ cho các bạn đây nhá. Các bạn vào đây một lúc này nó sẽ có phần đây, các bạn có thể nhắn tin cho người ta giả sử như là hello chẳng hạn. Rồi sau đó các bạn ấn mục chat đây là các bạn thể liên hệ với người ta. Đấy là cái phần mà dịch vụ chăm sóc khách hàng ở đây. Ngoài ra bạn nào mà còn muốn tham gia ở trên cái nền tảng này ấy, thì các bạn có thể ấn vào mục trung tâm giao dịch ở đây cho mình này. Ở trong cái mục trung tâm giao dịch này thì nó sẽ hiện ra cái phần để chúng ta có thể tham gia ở đây nhá. Như vừa nãy mình đã chia sẻ thì một cái đồng Detox này tương đương với là 23,4 đồng. Đó, ở đây nó sẽ hiện ra cái mục mua và mục bán đây. Các bạn muốn tham gia mua tối thiểu đây là từ 10.000 cái đồng Detox nhé. Và tối đa là 400.000. Đấy, các bạn ấn mục phần mua ở đây cho mình này. Đây nó sẽ có phần mua, ở đây ấn mục phần mua ở đây nhá. Nó sẽ tương đương này, các bạn muốn mua bao nhiêu thì các bạn ghi cho mình cái số lượng ra đây. Giả sử như là 14.000 thì các bạn mục phần mua ở đây cho mình nhá. Nó sẽ chuyển sang một cái phần để chúng ta có thể chuyển qua cái tài khoản ngân hàng cho người ta. Đấy, tương đương với giá tiền là 334.906 đồng. Cái phần quan trọng nhất đó là cái phần nội dung chuyển tiền. Đây là các bạn sẽ quan tâm cho mình ở cái mục nội dung chuyển tiền đây cho mình nhá. Sau khi mà các bạn đã chuyển tiền thành công rồi, các bạn sẽ ấn mục phần ví tiền đây để các bạn thể kiểm tra xem cái đồng Detox ở đây cho mình nhá. Nếu mà các bạn muốn bán thì các bạn sẽ ấn mục phần bán ra ở đây cho mình. Nó sẽ hiện ra cái phần đó là phần bán đây. Các bạn ấn mục phần bán đây cho mình nhá. Rồi chúng ta sẽ chờ một lúc ở đây này. Đây nó sẽ hiện ra cái phần bán này. Đó, các bạn có thể bán ở đây cho mình. Cái số lượng mà các bạn bán thì nó sẽ rẻ hơn một chút nhá. Mua vào nó sẽ là 23.4. Còn các bạn bán ra thì nó chỉ là 23.2 thôi. Đấy các bạn khi mà chúng ta kiểu như mua vào bán ra thì nó cũng chỉ là chênh nhau có là 0,2 một chút thôi. Đấy, nên là các bạn muốn bán bao nhiêu thì các bạn có thể chọn ở đây cho mình đây. Đấy, nhanh bán này, TRC20 USDT các bạn chọn đây cho mình. Sau đó ấn một phần xác nhận ở đây cho mình nhá. Điền cho mình cái địa chỉ ví này, số tiền mà các bạn cần rút ở đây. Sau đó các bạn mục phần bán đây cho mình là các bạn có thể bán thành công được rồi nhá. Đấy là cái phần mà mình hướng dẫn các bạn là cách để chúng ta có thể bán ở trên cái ứng dụng này. Nhiều bạn có hỏi mình là cái phần bán nó như thế nào thì mình đã hướng dẫn rồi. Còn đối với bạn nào mà có kinh nghiệm đi giới thiệu bạn bè thì các bạn có thể ấn mục phần mời bạn bè đây cho mình này. Sau đó các bạn có thể chia sẻ cho mình cái đường link và cái mã code này để các bạn thể tham gia và giới thiệu bạn bè. Khi mà người ta đăng ký và nhập cái mã code theo cái đường link của các bạn thì các bạn sẽ nhận được cái hoa hồng mà khi người ta tham gia kiểu như mua cái cỗ máy nhá. Đây là cái phần mà mình chia sẻ qua cho các bạn ở cái mục giới thiệu bạn bè này. Đấy, công đoàn của tôi này nó sẽ hiện ra một số phần ở đây, không thể quyền này. Đấy là những phần nhá, ví tiền này, trao đổi nhiệm vụ. Đây là những cái phần mà các bạn thể tham gia để chúng ta thể thuê những cái cỗ máy để các bạn thể khai thác được cái sản lượng của cái đồng Detox ở đây.
Đấy, các bạn có thể tìm hiểu qua cho mình nhá. Đây là cái phần đầu tư. Nếu mà các bạn không muốn đầu tư thì chúng ta vẫn có một cái cỗ máy, đó là cỗ máy miễn phí ở đây nhá. Cỗ máy miễn phí đây, đây là các bạn vẫn có thể tham gia được. Bên cạnh đó các bạn có thể chia sẻ những cái video ngắn lên đây để chúng ta thể nhận được cái số lượng đồng detox. Đây, ấn một phần dấu cộng đây cho mình nhá. Thì trên đây là những cái phần mà mình hướng dẫn cho các bạn về cái ứng dụng ngày hôm nay, giúp các bạn thể tham gia xem video và chúng ta thể kiếm được cái đồng coin có tên là Detox để chúng ta có thể rút về USDT hoặc là các bạn có thể rút về tài khoản ngân hàng của bạn nhé. Bạn nào không hiểu thắc mắc gì về cái ứng dụng này, các bạn có thể kết bạn qua Zalo hoặc Facebook với mình sẽ hướng dẫn. Video của mình kết thúc ở đây. Xin chào tất cả bạn nhé.